xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay cửa hàng em đã đến video giới thiệu cho bác một lô máy cưa xích hàng Nhật bãi. Lô máy rất là đẹp luôn các bác nhé. Lô chữ V gồm 10 cây máy cưa cực kỳ là xuất sắc luôn. Các bác xem tham khảo và lựa chọn các bác nhé. Thì đầu tiên em có Makita này, tay cụ Tanaka, tay dài, đó, Shinawa, Echo, đó, Komatsu, đó, Thụy Điển các bác nhé. Đời V này, đời 2 cây V, 3.900 V 4.000, đó, Shinawa 1048 các bác nhé, cực kỳ là VIP. Xẻ xiếc con này gọi thoải mái luôn. Đầu tiên bác nào mà xem video thì nhớ xin like này, đăng ký kênh, bật chuông thông báo hoặc là 0862 567 746 cho liên kết sử dụng của Zalo bác nhá. Bên em thì bác ship hàng toàn quốc nên bác được kiểm tra hàng, chất hàng thoải mái, bảo hành nóng điện bơm nhớt cho bác là 9 tháng nhé. Sản phẩm bác mua cưa sẽ gồm là rua tip và tô vít này, đó, 3 món theo kèm đó, đến nơi bác cứ lắp vào đó đi cưa test thoải mái luôn, sẽ bảo hành bác là nóng điện bơm nhớt 9 tháng. Thì đầu tiên cây V1 thì em có một cây Makita, đó, mã con này là Makita MD400, con này công suất là 40cc, lòng 40mm, lam bản dài mặt cắt là 40, lam 45, xích cả chạy xích chung 91 các bác nhé. Cái đời Makita này, cây này trọng lượng rơi vào khoảng 5kg, các bác đi cắt khai thác phá rừng, cắt thuê, cắt mướn, thoải mái luôn, máy móc thì liền lạc, bơm sang phụ các thứ, thắng thiết hoạt động bình thường các bác nhé. Cây này được trang bị là lốc nhôm, hàm rồng, đó, lốc cực kỳ đẹp luôn các bác này. Hàm rồng đen nhám luôn, làm Makita làm gì nó máy rất là dài. Cái dòng này bác đi cắt những quanh đường kính con này rơi vào tầm 40-45 thoải mái luôn. Đặc biệt là Makita chạy cực kỳ lợi xăng luôn các bác nhé. Đó, làm Makita làm gì theo máy. Đó, cây này thì máy bác full chức năng. Đó, ốc áng hoa thị các bác nhé. Hàng nguyên thì nguyên bản, được sản phụ các thứ đầy đủ luôn. Đó, tem mác số xi của nó các bác này. Dòng này bác nào đi làm những công việc gọi là xẻ xiếc ván nhỏ các bác nhé, sử dụng cái này. Đó, siêu dòng Makita tua nó cực kỳ là cao. Cây này hàng cực kỳ đẹp. Đó, cái V1 giá là 1.800.000 bao ship. Test nổ bác nghe tiếng máy này. Theo cây số 2 thì em có một cây tay cụt này. Con này là tay cụt Tanaka bản bao Hermes 33 TL33. Con này công suất là 33cc, lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40, xích cả chạy xích chung 91 các bác nhá. Lam Tanaka, lam Inter, lam zin theo máy. Cái dòng tay cụt này đời chạy hai lá bạc này. Đó thì rất là nhẹ nhàng. Cái dòng tay cụt này bác cầm một tay là hai tay đều rất là nhẹ nhàng. Đó, đời chạy hai lá bạc, trọng lượng hai rơi khoảng 4.2kg. Nhẹ nhàng này thì trước mình đi cắt củi gia đình các bác leo trèo tỉa cành, các bác làm những công việc ở trên cao bác nhá. Bác nào mà chưa dùng cưa để tham khảo cái V2, đó đặc biệt Tanaka bản đời cao này, tích hợp một trục giật trợ lực lớn các bác này. Tích hợp là le gió tự động, bơm sang phụ các thứ bác nhá. Cái này thắng thì hoạt động bình thường. Đó, máy móc full chức năng. Đó, bác nào mà chưa dùng cưa thì tham khảo cái này. Dòng này bác đi cắt tỉa cành tỉa quế. Vô vậy con này rơi vào tầm 35-40 đổ lại. Đó, được tích hợp là bô giảm thanh các bác nhá. Đó nên cắt cực kỳ là êm. Máy chạy rất là thoát máy, cái thứ hai tua cao. Đó bác cắt cái này luôn. Làm nguyên zin nguyên bản của đời Tanaka Inter, làm polygon luôn các bác này. Có luôn tăng xích trên làm. Đó, dòng tay cụt này giá là 2.000.000 bao ship bác nhé. Dòng này thì bác cứ giật nhẹ đây là nổ thôi. Độ nhẹ nổ dòng này cực kỳ là cao luôn. Đó bác nhìn dây giật dây giếc dây gì này trắng tươi luôn. Cây V3 thì em một cây gọi là cây VIP hơn các bác nhá.
Con này là Tadaka bản Star Made in Japan này. Con này công suất là 33cc. Đó, CSACS3359S. Đó, ốc giữ lam này. Đó, cực kỳ là VIP luôn. Lam bản dài mặt cắt là 35 lam 40, xích là chạy xích chung 91 các bác nhá. Nên ơi Tadaka tay dài này đời sẽ cao hơn con tay cụt. Đời này đời trang bị là tất cả vào trục giật trợ lực siêu lớn luôn. Nên dòng này bác cứ giật nhẹ nên là nổ bác nhá. Độ dẻo nổ cực kỳ là cao. Đó, bơm sang phụ các thứ đầy đủ. Chứ mà đi cắt leo trèo tỉa cành, bác đi cắt những cây đứng mà cũng anh 35-40 bác nhá. Đặc biệt là bản này thì nghe tiếng tua của nó cực kỳ là cao luôn, chạy rất là thoát máy, bù bọc trắng tươi. Đó, trọng lượng rơi vào khoảng là 4,2 kg. Ốc áng 7 màu này cực kỳ là đẹp. Đó, cái dòng này bác nào cái trẻ phụ nữ sử dụng dòng tay dài rất là nhiều bác nhá, rất là dễ vận hành. Cái thứ hai máy rất là nhạy nổ luôn, bơm sáng cụ các thứ. Dòng này thì bác cứ kéo nhẹ nên là nổ luôn. Đó, tem mác số xì của bác này. Đó, A309837. Đó, bác nhìn bác cứ kiểm tra số xe bác nhá. Con này siêu nhẹ nhàng luôn, cắp leo trèo tỉa cành tỉa quế tỉa kiếc rất là thoải mái luôn các bác nhá. Và 540 đổ lại. Đó, bản Tadaka chạy thì cực kỳ tiết kiệm nguyên liệu. Rồi, cây V3 hệ tay dài 2.100.000 bao ship, giá sẽ nhỉnh hơn dòng tay cụt vì đã được trang bị trục giật trợ lực siêu lớn các bác nhá. Đó, test nổ bác nghe tiếng máy này. Tanaka bản Star, đó bản đời cao luôn, đời 4 số các bác nhá. Con này là hệ đời cao. Tiếp theo cây số 4. Số 4 thì em có một cây hàng của Shinawa. Đó, con này là Shinawa hệ siêu VIP luôn các bác nhá. Con này là E303. Đó, con này công suất là 33cc. Đó, một cây hàng thương hiệu số 1 hàng Nhật Bản luôn các bác nhá. Cây này hàng cực kỳ đẹp luôn. Lam bản dài mặt cắt là 30. Đó, lam 35, xích là chạy xích chân 25 các bác nhá. Lam Shinawa. Cái này là lam zin theo máy, hai ốc giữa lam. Con này là hai ốc bản thứ 3 luôn. Đó, E303. Thương hiệu số 1 hàng Nhật Bản luôn. Dòng này thì chuyên hệ anh em miền Tây rồi. Con này đẹp tầm 95% luôn các bác nhá. Hàng hệ thiếu thùng. Đó, được trang bị là lốc nhôm. Đó, tem mác số xì của bác này. Đó. Made in Japan. Đó, bác nào muốn mua về cắt gia đình các thứ, cắt leo trèo tỉa cành hoặc là cắt củi gia đình, cắt quế, đặc biệt Shinawa tua của nó cực kỳ là cao bác nhá. Thứ hai chạy cực kỳ là lợi xăng luôn. Đó. Con này bao đẹp luôn cho bác, hàng nguyên zin nguyên bản của Shinawa. Đó, làm zin theo máy các bác này. Đó, Shinawa cực kỳ là VIP. Dòng này thì phía đằng trước là lắp nhớt nuôi lam các bác nhá. Đó, bác nhìn này, từ tăng xích 7 màu luôn. Đó, cực kỳ là VIP. Đó, cây này lắp sau là lắp sang chạy nhớt 2 thì. Đó, cây này trọng lượng rơi vào khoảng 5 kg. Đó, tua cao. Cái thứ hai, dòng này rất là nhạy nổ luôn các bác nhá. Đó, dòng này bác nào mà chưa dùng cưa để tham khảo này. Các bác nhìn dây giật này, trắng tươi luôn. Đó, dây to đây là dây zin theo máy các bác nhá. Một cái hàng hệ gọi là chưa xài luôn. Đó, đẹp bác là trên 95%. Đó, mua về làm hàng sưu tầm rất là ngon. Bồ đèn nhám này cực kỳ là VIP, lốc điếc rất là đẹp. Đó, hàng nguyên nguyên bản cây V4 siêu VIP Shinawa 303. Cái này giá là 2.300.000 bao ship. Test đổ bác nghe tiếng máy này rất là êm luôn. Giá là 2.300.000 bao ship. Tiếp theo cây số 5. Số 5 thì em có một cây hệ nồi đồng cối đá. Cây này đến từ thương hiệu Echo bác nhá. Mã con này Echo 341. Con này tích hợp được trang bị công suất là 35cc, lam bản dài mặt cắt là 35-40, xích là chạy xích chân 25 bác nhá. Lam Kiorit Echo, lam Latin, lam zin theo máy, hai ốc giữ lam. Đó, tem mác số xì của bác này. Kiorit Chrome, đó CS304 Made in Japan. Cây này thì trọng lượng rơi vào khoảng 5 kg. Đó, hệ nồi đồng cối đá trước mình đi phá rừng khai thác. Bác đi cắt thuê cắt mướn, vô banh đường kính con này rơi tầm 4-5-50 các bác nhá. Đặc biệt con này thì máy rất là bền. Bác nào mà làm những công việc cắt liên tục hoặc đi cắt thuê khoảng tầm 7-8 tiếng một ngày các bác nhá, hoặc đi cắt xuyên ngày. Đó, riêng dòng này thì máy nóng rất là nhạy nổ luôn. Đó, nó không giống như hàng nội địa chung máy nóng khó nổ. Riêng con này chỉ cần nóng một tí thôi rất là nhạy nổ bác nhá. Cái này là hàng nguyên zin nguyên bản, làm clip này. Đó, làm Latin cực kỳ là VIP luôn. Xích này là xích zin theo máy, được khối tầm 95% nữa. Đó, phía trước lại lắp xăng, đó, lắp nhớt. Đây các bác nhá. Tăng chỉnh sớt bằng tay, nó có tự động rồi. Bác nào mà muốn lượng ít, lượng nhớt nhiều, dạ ít thì bác tham khảo dòng
bác vặn ra bác nhá, và vặn ra gì đó. Cây này thì siêu vip luôn, đó, thiết kế nhỏ nhẹ mà công suất tầm trung, cắt rất là khỏe luôn. Đó, cây V5 giá là 2.500.000 bao ship, hàng nguyên nguyên bản của Purit, cực kỳ đẹp bác nhá. Cây này đẹp tầm 95%. Đó, test thử bác nghe tiếng máy này. Hơi hám rất là căng luôn. Trên này thì đầu tiên cây V6 thì có một cây hàng của Thụy Điển. Đó, con này là Hu 136. Con này được chất cả cũng sẽ là 36cc. Hàng Thụy Điển cắt tầm trung, lam bản dài mặt cắt là 35-40. Xích là chạy xích chân 325. Đó, làm zin theo máy bác nhá. Xích 325 này mới keng luôn. Dòng máy cắt tầm trung. Nhà bác nào mà có Hu 353 hoặc 365 máy lớn rồi bác nhá thì bác tham khảo cây V6 này. Đó, đặc biệt của dòng Thụy Điển, tua nó cực kỳ là cao, trọng lượng cây này khoảng 5 kg. Chạy thì cực kỳ lợi xăng luôn các bác nhá. Bác nào mà chưa dùng cưa hoặc mua về thì cắt thuê cắt mướn, máy lớn rồi thì cần phải máy cắt tầm trung bác nhá. Con này là hàng Thụy Điển, máy cắt tầm trung này các bác này. Cù thì tua nó cực kỳ là cao. Cái này hai ốc Việt Nam. Đó, thắng thiết hoạt động bình thường. Đó, 36cc, cực kỳ là vip. Đó, máy móc hàng nguyên nguyên bản các bác nhá. Đó, hàm rồng còn đủ nguyên. Đó, trọng lượng nhẹ nhàng, máy móc full chức năng. Cái thứ dòng này giật rất là nhạy nổ luôn bác nhá. Bác cắt tầm 8-90 thoải mái luôn. Đó, đặc biệt thì dòng Thụy Điển chạy cực kỳ là vip luôn các bác nhá. Dòng máy cắt tầm trung, đó, cắt đi phân đoạn các thứ này, cắt thuê cắt mướn. Cái này giá là 2.600.000 bao ship, riêng dòng máy cực kỳ nhạy nổ luôn các bác nhá. Đây là bác nghe tiếng máy này. Theo V7 thì em có một cây dòng của Echo Curit, con này là V3900, còn công suất là 40cc. Dòng này thì con này cực kỳ đẹp luôn bác nhá. Lam bản dài mặt cắt là 35-40. Xích là chạy xích chân 25, làm la tinh tản nhiệt của Curit này, hai ốc giữ lam. Đó, Echo tập lập ẩn bác nhá. Cái này thắng tiếp hoạt động bình thường, cái này rất là đẹp. Cái này cho mình đi cắt thuê, cắt mướn, cắt phần đoạn. Đó, cây này hàng cực kỳ đẹp luôn bác nhá. Đời này được trang bị lốc nhôm này. Đó, hàm rồng còn đủ nguyên. Tem mác số series của đó. CSV 3009, đó, Made in Japan. Cây này trọng lượng rơi vào tầm 5 kg. Các bác đi cắt tầm 101-102 thoải mái luôn các bác nhé. Hoặc bác nào mà đi cắt thuê, cắt mướn công việc liên tục khoảng là tầm 7-8 tiếng một ngày, hoặc là đi mua về làm hàng siêu tầm, đó, mua về cắt dừa, riết, quế, keo mỡ thoải mái luôn. Đó, đặc biệt dòng con này phụ tùng bên em rất là nhiều luôn bác nhá. Dòng này độ máy, độ bền này, độ cao nguyên liệu cực kỳ ít luôn. Bạn đời 4 số, con này tích hợp là chế độ van xả áp. Con này các bác ấn vào đây các bác giật lên rất là nhẹ nhàng luôn. Máy móc thì liền là full chức năng. Đó, đèn gió tự động, đó, tem mác đầy đủ chung số series ở đây các bác nhá. Đó, hàng cực kỳ là vip, cây này trọng lượng rơi vào khoảng 5 kg thôi. Đó, rất là vip, Echo dập tem ẩn này. Đó, hai ốc chữ lam bác nhá, hàm rồng của đủ nguyên. Đó, lốc đĩa cực kỳ đẹp. Hàng nguyên như bạn làm là tinh tản nhiệt. Đó, xích thì ở còn này mới tầm 98% nữa. Đó, xích như chưa xài luôn các bác nhá, xích zin theo máy luôn. Đó, cây V7 giá là 2.800.000 bao ship. Đó, tua này cực kỳ là cao luôn. Rồi, test nổ bác nghe tiếng máy này. Ship. Tiếp theo cây V8 thì em có một cây hàng của gọi là hàng sưu tầm. Con này là Ryobi ESK 3005. Đó, con này công suất rơi vào 35cc bác nhá. Hàng đẹp cực kỳ là vip luôn. Đó, dòng máy là bản đời 4 số ESK. Lam bản dài mặt cắt là 35-40. Xích là chạy xích chân trung 91 các bác nhá. Làm Ryobi, làm zin theo máy. Đó, cây này trang bị hai ốc Việt Nam. Cây này thắng thiết hoạt động bình thường. Đó, cây này hàng cái đầu máy các bác nhá. Nhìn này, đẹp phải tầm 95%, hàng nguyên zin nguyên bản của Ryobi. Dòng máy cho mình đi cắt thuê, cắt mướn này, các bác đi cắt dòng máy, cắt công trình, cắt trong nhà kính. Đặc biệt con này được trang bị kết hợp là bô giảm thanh cách âm bác nhá. Bô đen nhám này cực kỳ đẹp luôn. Đó, cái bô này
trong cái lưới lọc nên cắt rất là êm luôn. Nếu mà để ganti tầm 3 mét qua nhá, không nghe tiếng máy luôn. Đó bác nào còn cái máy cực kỳ là êm, cắt công trình các thứ. Cây này trọng lượng khoảng 5 kg. Đó, full chức năng bác nhá. Đó, thắng thì hoạt động bình thường, bơm sang phụ, le gió tự động. Cây này thì bác ngoài ra cái này đời này được trang bị trục giật trợ lực lớn nữa bác này. Đó, bác nào thích là mua về hàng sưu tầm. Và ngoài thì anh em mình thấy rất là thích luôn bác nhá. Cắt dừa khai thác tầm 200-230 thoải mái luôn. Đó, máy móc thì liền nè, nguyên zin nguyên bản. Đó, cái này siêu VIP luôn các bác nhá. Bản đời cực kỳ là VIP, thì anh em miền Tây. Cây này giá là 3.200.000 bao ship. Đó, phía trên này là lắp xăng các bác nhá, phía dưới là lắp nhựa nuôi lam. Đó, một cái hàng cực kỳ là VIP luôn. Đó, cái dòng này bác kéo nhẹ nên là nổ thôi. Đó, cắt rất là êm luôn. VV8 giá là 3.200.000 bao ship. Test nổ bác nghe tiếng máy này. Êm như gió thở luôn các bác nhá. Bên em sẽ không đổ nhớt các bác nhá. Đó thì rất là dơ nền bẩn máy, nhưng mà con này nhớt gian luôn theo máy này. Đó, nhớt bên Nhật các bác nhá. Da rất là đẹp luôn. Đó, một cái hàng cực kỳ là VIP. Đó, Ryobi Komatsu 3000 năm. Cây này giá là 3.200.000 bao ship. Đó, rồi. Một cái siêu phẩm. Tiếp theo cây số 9 thì em có một cây hàng của Echo các bác nhá. Con này Echo V4000. Con này là hệ máy lớn các bác này. Con này công suất là 40cc. Lam bản dài mặt cắt là 40 lam 45. Xích là chạy xích chân 325. Đầu la tinh tản nhiệt các bác nhá. Đầu la tinh giấy keng luôn, lam tản nhiệt cực kỳ là VIP. Đó, hai ốc tinh lam. Đó, tem mát này, CSP 4000, bất kỳ giá man. Cái này trong là hai ốc tinh lam mà dập tem lốc ẩn các bác nhá. Con này rất là đặc biệt luôn, nó tích hợp là chế độ sưởi. Đó, các bác bật lên thì phía tay cầm phía trên này sẽ ấm lên các bác nhá. Đó, mà cắt trời mưa hoặc là cắt mùa đông cực kỳ là ví luôn. Đặc biệt dòng Echo này, bác nào mà đi cắt thuê cắt miếng công việc ở tầm 8-9 tiếng một ngày, cắt liên tục trong thời gian dài thì bác tham khảo cái Echo này, một cái hàng nguyên zin nguyên bản. Cái này được trang bị là lốc nhôm các bác nhé, hàm rồng đủ nguyên, làm là tinh tản nhiệt này cực kỳ là VIP. Dòng Echo này thì máy nóng rất là nhạy nổ luôn. Ở cây này thắng thì hoạt động bình thường. Đó, sửa xiếc đầy đủ hết cho bác nhé. Công tắc thì bác gạt lên, Echo dập tem ẩn. Cây này thích hợp là chế độ thêm mà van xả áp. Đó, giật rất là nhẹ nhàng. Bác đi xẻ xiếc gỗ ván tầm 35-40 hoặc là đi cắt gỗ banh đường kính như này tầm 100-150 đổ lại các bác nhé, rất là thoải mái luôn. Rồi, cây V9 giá là 3.400.000 bao ship Echo. Đó, một con cực kỳ là VIP, hệ máy cắt tầm trung, hệ máy cắt chuyên nghiệp. Đó, rồi test nổ bác cái tiếng máy này. Cây số 10 thì em có một cây hàng của Sinowa, cây này là 1048F. Đó, con này công suất rơi vào 48cc bác nhá. Đó, gần ngang công suất rất là khỏe luôn. Hệ máy cắt chuyên nghiệp khai thác phá rừng Sinowa thương hiệu, con này số 1 hàng Nhật Bản luôn các bác nhá. Cây này tem mác, số điện thoại bên Nhật này đầy đủ hết luôn cho bác. Đó, cây này thì đời 1048 này thích hợp là trục giật trợ lực siêu lớn luôn. Đó, tem mác số xi này. Đó, E1048S Make in Japan, đóng luôn lốc nhôm để chỉ bác nhá. Cái này được trang bị lam bản dài mặt cắt là 45-550, xích là chạy xích chân 325, làm lối trợ lực tản nhiệt các bác nhá của Sinowa, hai ốc chữ nam. Cây này thắng tiếp hoạt động bình thường, ở một cái siêu VIP luôn. Cây này bác đi phá rừng, khai thác, cắt thuê cắt mướn hoặc là xẻ xiếc cô bán tầm 150 đổ lại. Đó, đặc biệt Sinowa tua rất là cao. Dòng này thì hệ anh em mình tới rất là thích luôn các bác nhá. Cắt rửa khai thác sớm tối cả ngày. Cây này trọng lượng rơi vào khoảng 5.5 kg. Đó, gần ngang con xe Super Coupe 48cc. Đó, rất là VIP. Cây này giá là 4 triệu bao ship. Bác nào mà chốt con này thì em sẽ gói cẩn thận và tặng cho bác thêm một ốp lam các bác nhá. Đó, rồi test của bác nghe tiếng máy này. Dòng này thì bác cứ giật nhẹ nên là nổ thôi, trục giật chạy lực lớn. Rất là êm, cây
cây cuối cùng, giá 4 triệu bao ship, một cây cắt chuyên nghiệp luôn cho bác đó. Rồi em xin phép kết thúc tới đây. Bác nào mà quan tâm sản phẩm thì liên hệ trực tiếp qua hàng là 0862 567746 bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.